Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày Xin mời các bạn nghe truyện Quỷ Thọ Liên Thuyên Giọng đọc Lãm Hồi thứ 29 Hà Bá Khóc Phần 1 Bạch giật lặng im, nhìn chằm chằm vào tôi Mắt anh thoáng mâu thuẫn Nửa muốn nói, nửa lại thôi tôi cho rằng anh sẽ mở miệng. Nhưng lời vừa định nói thì lại thu về, bên ngoài vẫn nghe được tiếng gió thổi vù vù như cũ, thật giống như là ác quỷ đang rít rào điên cuồng tự đắc. Bầu không khí giữa ba người chúng tôi một lần nữa lại giá lạnh đến cực điểm. Sau cùng, chỉ còn ba chúng tôi sống sót, đến mạnh cơ cũng không có tránh được cái chết, nhưng Hà Bá Điện thật sự vẫn chưa hề xuất hiện lòng tự nói thầm tôi hoang mang không biết suy nghĩ của mình rốt cuộc có chính xác hay không thế mà bạch giật lại gạt tôi rất nhiều chuyện đây là điều không ngờ tới được càng tiến lên sự tình càng bị sương mù bao phủ dường như sẽ chẳng bao giờ tìm được chân tướng của sự thật tất cả đều bị một bàn tay vô hình dẫn dắt nhưng tôi lại phát hiện ngay giữa cái lúc sương mù dày đặc nhất có một cái dấu hiệu nhỏ bé đã lộ ra từ khi tá thọ bà hiện thân Tôi có cảm giác Chu Triều cũng không hẳn là căn nguyên của tất cả. Ngay từ đầu chúng tôi đã sai lầm. Chu Văn Vương chẳng qua cũng chỉ là người thừa kế bí mật. Tất cả để che giấu một cái bí mật trọng đại. Nó chắc chắn có liên quan mật thiết đến cái sự kiện đại vụ trị thủy và cái việc biến mất của chính dị nhân cùng Sơn Hà Cổ Đỉnh. Nếu nói chính dị nhân này là cái nhóm người chịu quỷ chú đầu tiên nhất, không, không thể nói như vậy hay chính người kia cũng không phải là quỷ chú gì cả. Thế nhưng cái thứ đó thật sự có bản thể nguyên thủy tồn tại, mà cái gọi là bản thể nguyên thủy này chính là khởi nguồn chân chính của mọi việc. Nó chính là nguyên nhân dẫn đến cái việc mở ra hộp khiến cho Chu Văn Vương cũng vì che giấu giúp mà thiết kế ra thần điện vô cùng quỷ dị và khó lường này. Về phần bạch dật, anh hẳn đã biết được một chút tin tức khởi thủy và đã đoán ra được hiện tại đang xảy ra chuyện gì nhưng cũng chẳng thể ngăn cản. Nói tóm lại, nếu anh có cái khả năng ngăn cản thì chuyện này đã không có đến nốt như vậy rồi. Chính Bạch Dực cũng đã có thể đoán được tất cả chỉ là âm mưu và đây là kết quả sau cùng mà anh sắp xếp. Nghĩ lại, về bản thân tôi, Bạch Dực chẳng lúc nào mà không bảo vệ, còn những chuyện khác chỉ là những chuyện manh mối mông lung mơ hồ. Bạch Dực vẫn nhăn mài như cũ, qua một lúc lâu, lục tử không có chịu nổi cái sự yên lặng ngọt ngạt của không khí bức bách này, liền nhịn không được mà mở miệng nói. Thật ra, bạch giật ra dấu cắt ngang lời của lục tử, vẫn nhìn tôi chầm chầm mà nói. Em nghĩ sự thật là gì? Tôi thở dài thường thược, thân thể đang bị thương rất là nặng, giờ lại phải căng não ra với mấy cái vấn đề này, khiến thể lực của tôi tiêu hao nghiêm trọng. Tôi loạn chọn, ngã ngồi xuống, lúc này thật vô cùng thèm một cái điếu thuốc, ít ra cũng có thể giúp tôi khống chế được lý trí đang rối loạn tôi vuốt cái mái tóc rối bời như cỏ dại phát hiện so với tưởng tượng của mình thì nó dài hơn rất là nhiều bực mình vén lên ôm đầu mà nói thật sự em sao biết sự thật là gì anh dù gì cũng không tiết lộ toàn bộ về quỷ chú em biết anh chỉ là cho em biết một phần thôi còn một phần khác hẳn là anh đã nói khác anh thế mà không có dám đề cập đến mạnh cơ bị anh đưa đẩy Em cũng bị anh làm cho mơ hồ đủ rồi. Thật ra em luôn cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao anh đối với tất cả đều quen thuộc đến như thế, dù anh chỉ là thế hệ sau này. Có vài lần em gần như cho rằng anh là hậu vệ của dòng dõi Gia Cát. Nhưng em lại nghĩ thật ra mọi chuyện là do anh nắm giữ. Em có nói sai không? Thật ra mạnh cơ cũng đã bị anh sắp xếp. Anh tuyệt không hy vọng là nữ quỷ này là người cuối cùng tiến vào thần điện. Bởi anh muốn chính anh mới là người cuối cùng Tôi không nói thêm gì nữa Bởi càng nói sẽ càng khó nghe Chỉ lặng yên ngẩn đầu mà trừng mắt nhìn anh Lục tự có vẻ vô cùng kích động Ánh mắt bạch giật càng trở nên phức tạp Từ trong cái ánh mắt kia Tôi có thể nhận ra được cái sự ưu thương Sợ hãi, đau buồn không có nói nên lời Sau cùng dường như anh đã quyết định Phải lựa chọn Thở dài một hơi Lặng lẽ vớ tay vào ba lô vai của tôi và lục tử đều rung lên cho rằng anh sẽ đem ra cái thứ gì đó khủng khiếp lắm nhưng anh chỉ lấy ra một cái bao kiếm gỡ cái mảnh vải quấn của nó anh đưa cho tôi nói nếu em quan tâm đến sự thật như thế thì kéo cái vòng kia một lần nữa đương nhiên sẽ cảm thấy có cái gì đó sắc nhọn thì hãy nhân cơ hội đó mà tra cái vỏ kiếm này vào ngay từ bây giờ anh sẽ không gạt em bất kỳ chuyện gì nữa nhưng mà sự việc cũng không có nằm trong khống chế của anh Em chọn phải đối mặt với sự thật Tương đương phải đem tính mạng của ba người chúng ta sẽ đặt cược Bước vào Hà Bá Điện chân chính nghĩa là Hoàn thành cửa ải cuối cùng Khi ấy chuyện sống chết không thể nào đón trước được Nếu nếu quả thật xảy ra cái chuyện gì Tất cả đều là do cái sự cố chấp của em Bác khổ vốn đã hoàn thành triệt để Em còn muốn vào sao Em đồng ý đem ba mạng người chúng ta đánh cược Với một cái thứ gì đó không rõ ràng sao Tôi cầm lấy cái bao kiếm, ngẩng đầu mà nhìn hai người. Thái độ của bọn họ đều vô cùng phức tạp. Vốn dĩ tôi đã đón được kết cục của các phiên bản bác khổ. Cũng đón được mình sẽ chết ở đây, nhưng không phải là theo cách như thế này. Tôi vốn chẳng biết làm sao nữa. Những hiểu biết về bác khổ trong quá khứ đều không thêm được gì. Chuyện đến hiện giờ đã không cho người khác có cơ hội chủ động lựa chọn. Ngược lại, tất cả đều đồ dồn vào cái sự lựa chọn của tôi nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng hiện tại là lúc phù hợp nhất với cái ngụ ý của bác khổ quỷ chú nhất tất cả đều do ý niệm của tôi mà thành cũng do chính tâm của tôi mà định lựa chọn hay không là ngay lúc này đây tôi đang phải đối mặt với cái sự uy hiếp sau cùng tôi nhăn mày chăm chú nhìn cái vỏ kiếm ở trong tay mà hỏi nếu không tiến vào chẳng lẽ chúng ta còn đường khác để đi sao chúng ta không phải điều vướng vào nguyền rủa không có cơ hội chạy trốn sao Bạch Dực lắc đầu mà nói, kiếp này sẽ không đâu vì mọi người đã đến đủ rồi, quỷ chú vốn đã luân hồi, số trời đã định, chính vong hồ mới sẽ thay thế chúng ta, ít nhất là vài thập niên sau này, thậm chí là đến lúc chúng ta chết, quỷ chú cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện. Nếu chúng ta ra ngoài ngay lúc này, Hà Bá Điện sẽ phong bế một lần nữa, cho đến lần luân hồi tiếp theo, điều này gần như là chẳng tồn tại trong cái khả năng của chúng ta tôi nhìn chằm chằm vào cái bao kiếm nghi hoặc hỏi hay hay vẫn còn cách nào đó để chúng ta không cần phải chạy trốn bạch giật nhìn về phía bức tường gió mà nói đừng quên còn cái thứ vô cùng phiền phức ở ngoài đó tôi ngồi sợm trên mặt đất chẳng nói gì nữa tay cứ cầm khư khư cái bao kiếm đồng đen kia không biết từ lúc nào đầu của tôi lại vang vọng cái tiếng niệm kinh rất kỳ quái lúc đầu chẳng nghe ra được cái âm thanh gì cả nhưng dần dần thứ kia càng ngày càng rõ rệt tốc độ niệm kinh cũng càng lúc càng nhanh nhưng lại không có giống như những lần trước đây hiện tại dòng đọc kia khiến đầu của tôi đau đớn tưởng chừng nước tọt ra nhưng nó lại khiến tôi cảm nhận được cái sự bi ai vô cùng sâu sắc như có một oan hồn mang đầy thống hận cứ không ngừng dùng ngôn ngữ của mình rên rỉ ở bên tai của tôi vậy Giọng điệu kia tràn đầy mê hoặc tôi bị nó làm cho buồn bã dị thường cả đầu bây giờ đều là mồ hôi lạnh. Tôi nắm chặt thêm bao kiếm, bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng kỳ quái là thôi thúc tôi muốn bạo động. Tôi như thấy cái vật gì đó thiết tha muốn được người khác mở ra mà quan hệ của nó với tôi lại vô cùng khó hiểu. Nhưng đúng như lời bạch dực đã nói thì chúng tôi đã thoát khỏi vận rủi, chỉ cần chúng tôi rời khỏi đây. Cái đầu là chẳng cho phép tôi suy nghĩ nữa, khi tôi dừng lại trăn trở, thì những cái chú ngữ kia sẽ trở nên rất nhanh và dày đặc hơn mồ hôi từ trán tôi chạy xuống càng lúc càng nhiều tôi không biết tại sao nó lại ẩn sâu trong đầu của mình nhưng tất cả khởi nguồn đều ở trong đó đáp án cuối cùng là gì chu văn vương che giấu cái bí mật gì còn điều tôi quan tâm nhiều nhất cái thứ đó có liên quan gì tới bạch Dực? rốt cuộc anh là ai mà tôi giữ cái vai trò gì chú ngữ cổ quái này cứ liên tiếp Bấm nghẹn khiến cho tinh thần của tôi rối loạn cực độ Tôi tiến vào là có thể biết tất cả, mà biết tất cả đối với tôi có ý nghĩa gì? Không tiến vào có hơn không? Tiến vào cũng chưa chắc còn mạng để trở ra. Đến nước này rồi, chúng tôi cách cái chết là bao chứ? Còn cái chuyện gì phải lo? Đầu tôi hỗn loạn chuyển động. Cuối cùng tất cả chú ngữ đều biến thành một câu gào gú đâm sấy vào trong não của tôi. Bí mật tối hậu của Sơn Hà Cũ Đỉnh đang gần trong ghen tất. Tôi nuốt nuốt bọt, lúc gần như là chuẩn bị cắm bao kiếm vào thì đột nhiên bị cái thứ gì đó ngán lại lúc đầu phát hiện thì ra là một tảng đá nó nhìn có hơi quen lúc này đầu tôi bỗng phát ra cái âm thanh lanh lảnh loại âm thanh này tuyệt đối không phải của người đang sống trên dương thế nhưng nghe rồi thì liền nhận ra được ngay không phải ai khác chính là giọng của nhược lan chỉ có giọng của em ấy nghe vô cùng lạnh lẽo và run rẩy em hầu như là cố gắng dùng hết sức đau đớn gào thét tiến vào sẽ chết. Cả người của tôi vì cái giọng nói này mà rung lên bần bật, cảm thấy chú ngự thoáng cái đã biến mất. Bạch giật và lục tử vẫn nhìn tôi như cũ, chờ tôi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tôi nhìn bạch giật một lúc, sau đó loạn chọn khủy xuống, bao kiếm trong tay cuối cùng cũng dần dần được thả lỏng ra. Tôi ngồi sợm trên đất, vai rũ xuống mà nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi. Tôi trả bao kiếm cho bạch giật, anh thở hắt ra cầm lấy nó, nói bỏ đi quỷ chú cuối cùng cũng bị phá chúng ta về đi sau khi trở về anh sẽ nói tất cả cho em nghe nhưng thật không ngờ ngay lúc bạch giật đỡ tôi chuẩn bị hành lý để rời khỏi thì lục tự lại ngăn chặn tôi lại ánh mắt của cậu ta bỗng vô cùng nghiêm túc lắc lắc đầu mà nói an tung không được đi chúng ta giờ đây vốn không thể quay về tôi hỏi ý cậu là sao cậu ta nhìn bạch giật sau đó nhìn tôi rồi nói Cậu không cảm thấy tất cả chúng ta đều phát triển theo cái kế hoạch của người nào đó hay sao? Mà người này, mình cũng không có biết chắc có đúng là anh ta hay không? Nói xong, cậu ra sức mà liếc bạch giật một cái. Khi cậu ta vừa cứng rắn mà nói xong, tôi cảm thấy cánh tay của bạch giật đang đỡ lưng của mình, rung rung lên. Tôi nghiêng người mà nhìn anh một chút, mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Tôi thở dài mà nói, giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta đã phá giải được quỷ chú, thì không cần phải tiến sâu vào làm gì nữa. Toàn mạng ra ngoài vẫn là tốt hơn mà." Cậu ta lắc lắc đầu, khoát tay mà nói. "Nếu đúng thật như thế, mình đương nhiên đồng ý vô cùng. Mình đến đây là vì tiền, giờ có mấy cái thứ này coi như cả đời ấm êm, nhưng giờ đây hành lý thiếu thốn, chúng ta vốn chẳng thể quay về. Đừng quên, ngoài kia không phải là cái chỗ nghỉ ngơi du lịch gì mà là Đại Tuyết Sơn. Cậu nghĩ có bao nhiêu người trải qua những cái chuyện như vậy mà còn sức để xuống núi hả?" Lục tử vừa dứt lời, ba người chúng tôi bỗng chốc rơi vào nỗi tuyệt vọng như nhau. Tôi thầm nghĩ, không sai, mạnh cơ vốn không để lại bất cứ thứ gì cho chúng tôi. Trong túi của bà ta chỉ có quỷ khí, với số hành trang ít ỏi này ra ngoài mới thật sự là bước vào cái con đường chết. Lúc này chúng tôi giống như là thú cùng đường, lòng chán nản tột độ. Nhưng dù rơi vào hoàn cảnh như vậy, con người vẫn không muốn vứt bỏ quyền được sống. Tôi tuyệt vọng hỏi, Vậy cậu có cách gì không? Lục tự thở nhẹ giấm tóc, sau đó nói Lúc ở chân núi, mình đã dự liệu được tình cảnh này Đừng nhìn mình như vậy, ngay từ đầu mình đã đề phòng các bọn người trong bang của lão tài què Không ngờ chuyện diễn biến lớn đến như vậy Vì thế, mình chẳng còn cách nào nói rõ được Chúng ta giờ đang ở trung tâm của núi Mã Thám Bảo Lộc Nếu đúng như thế, thì vẫn còn một con đường sống đấy mình đã bảo người của mình đến đây theo một cái hướng khác, bổ sung trang thiết bị ở những cái điểm khác nhau trên ngọn núi hùng vĩ này. Mấy thứ đó cũng chẳng là bao, chỉ là vài bộ quần áo và ít lương thực cần thiết. Mình vốn không có biết hà ba điện của các cậu muốn dẫn đến là cái chỗ quỷ quái như thế này. Nhưng đối diện với cuồng phong, cùng sông băng trực giác đã luôn sẵn sàng chuẩn bị để tháo chạy. Đây là lý do tại sao mình lúc nào cũng nhìn chầm chầm vào GPS chỉ luôn đảm bảo rằng cái vị trí của chúng ta không vượt quá xa khỏi cái điểm tiếp tế. Theo phân tích sơ lược của mình, nếu chúng ta giữ nguyên thế này mà ra ngoài, vẫn có thể cấp tốc đến cái điểm tiếp tế. Thế thì gần như là được cứu rồi, bất quá khi chúng ta dấn thân vào đây đã không còn chỗ tiếp tế nào cả. Vì trang bị của chúng ta đều bị cái đám người tá thọ bà phá hỏng cả rồi, cho nên chúng ta vẫn phải bước trên con đường này, rơi vào cái tình trạng như hiện nay chết là cái chuyện tất nhiên. Tôi nghiến răng, cái tên lục tử này quả nhiên quá giả hoạt, không hổ là siêu nhân hậu cần, dẫn cô ta theo, hẳn sẽ có đường lui. Nhưng nếu nói như vậy, đường lui bây giờ đã thành đường cùng rồi, lẽ nào ông trời muốn tuyệt đường của chúng tôi sao? Nói gì thì bọn họ vẫn có chút hy vọng, còn tôi thì sao? Lòng tôi cũng rất rõ ràng, có tiếng vào hay không vẫn là mạc lộ. Tôi cắn răng, cố kiềm chế cái cảm xúc của mình. Bạch giật muốn nói cái gì đó, nhưng lúc này tôi đã hạ quyết tâm, khoát tay với anh mà nói. Lục tử nó không sai, mấy thứ này chúng ta không thể nào ra ngoài được. chi bằng dứt khoát, cược một ván. Đối với các người mà nói cái thứ kia là chú thứ 8, cho dù, cho dù là chết thì các người vẫn có cơ hội. Lục tử nghe tôi nói như vậy thì ngay ra một chút, mặt lộ cái vẻ ngượng ngùng. Cậu ta vô cùng xấu hổ mà nhìn bạch giật hỏi, thế thì cơ hội thoát có nhiều không? Bạch Dực hơi giận lục tử, nhưng chẳng còn cách nào khác, cứ như thế trở về cũng sẽ chết. Anh nhìn chằm chằm vào mặt tường mà nói, đến thành công còn không có nắm được. Nói thật, các cậu tới được cái chỗ này đều là tôi chẳng thể nào ngờ đến được, vì tôi mang theo một cái ký ức này. Nhưng nếu tiếp tục đi vào, tôi thật sự không có đảm bảo được cái chuyện gì cả. Các cậu vốn không biết tại sao lại có sơn hà cũ đỉnh tôi và lục tử thoáng nhìn nhau, lục tử đáp theo sách cổ ghi lại sơn hà cử đỉnh trước kia sau khi đại vụ trị thủy thành công để lại tượng niệm chính đại long mạch của sơn hà cũng chính là biểu hiện cho vị thế của mình trong sơn hà xã tắc mà tạo thành thần khí sau dần hình thành đại đỉnh cúng tế trời đất rồi thái sơn phong thiện mu đồ đoạt quyền sớm nhất cũng từ đó mà ra bạch nhật nghe xong cười nhạt một cái rồi nói nghe thói lắm mấy cái thứ đó xa xưa chẳng để làm gì ngoài cái việc trấn hồn cả chính là tạo ra uy hiếp với linh hồn ở ven bờ sông của chính con sông lớn nhất hoa hạ là hải hà liêu hà hoàng hà hoài hà tùng hoa giang trường giang châu giang lan thương giang tiền đường giang năm đó đại vũ cầu chính kỳ nhân dị sĩ giúp sức trị thị thông hà đem nước sông dẫn đến biển rộng cửa châu thu về một mối chuyện này vốn là bí sử các cậu sẽ không bao giờ hiểu cũng không bao giờ biết được và tin được đại vũ trị thủy công tại xã tắc nhưng các cậu lại không thể ngờ được một cái chuyện khác cả đời ta lại bị quỷ bởi vì cái chuyện đó nói chung muốn vào thì cứ vào như thế rất có thể cậu sẽ đối mặt với cái thứ chẳng phải sinh tử tá thọ bà chính là như vậy không sinh cũng không tử tôi mím chặt môi nhìn chằm chằm vào cái đống tro tàn của mạnh cơ trên nền đất kia tôi có thể lựa chọn được sao lòng tôi rất rõ ràng tôi vốn không thể tôi lắc lắc đầu gắn gượng cười lên ý bảo bạch giật buông tay mắt anh lạnh lẽo nhưng không có nói thêm gì nữa nhanh chóng trao bao kiếm lại cho tôi lục tử rất hoảng hốt trước quyết định của tôi cậu ta lắp bắp mà nói cậu cậu có sợ hay không lỡ như thứ đó sự lựa chọn này giờ đã bước đến không còn đường lựa chọn nữa thì ra tất cả đều không để cho con người ta quyết định tôi phải nghĩ đến cái mạng sống của hai người kia nên bất kể thế nào cũng không thể buông xuôi được những trang trở trước đây của tôi vốn là lãng phí tình cảm xem ra ông trời muốn tôi phải rơi vào cảnh bất khả kháng tôi cầm bao kiếm liếc nhìn cậu ta sau đó cố nói thật tự nhiên cậu nói lắp từ khi nào thế có gì phải lo đâu chúng ta có phải là tàn binh bại tướng đi quyết đấu với mấy con yêu quái ăn thịt người ngoài kia đâu Nghe mình đi, mình không phải vì mọi người thì cũng phải vì mình chứ Nhưng tất cả mình phải đương đầu, phải thận trọng nắm lấy thờ cơ Nhất thiết phải trở lại cái cuộc sống trước đây Thôi đi thôi đi, các người đừng có bày ra cái diện cảnh đưa tiễn mùi mẫn như thế này mà Nói xong, tôi khoa trương mà nhỏ nước bọt so so hai tay, cầm lấy bao kiếm. À, Thứ đồ chơi này thật đáng giá với tôi nha. Tôi cẩn thận xem xét nó, vỏ ngoài mang phong cách cổ xưa nhưng gần như chẳng được trang trí gì, chỉ có phần chóp mũi được gắn một cái họa tiết vô cùng cổ quái. Vì quá trừu tượng nên tôi nhìn cũng không có hiểu gì cả. Tôi bước lên cầu thang, một lần nữa đưa tay vào cái chỗ lõm kia, quả nhiên có cái thứ gì đó sắc bén đưa ra cùng với chiếc vòng. Tôi thật cẩn thận tra vỏ kiếm vào. Sau đó tôi cảm giác như là cho cái lỗ hổm kia có một cái thanh kiếm đang dính chặt vào tay của mình. Tôi quay đầu lại thoáng nhìn qua bạch giật. Anh gật đầu nói, rút ra đi. Thế là tôi cố gắng cố sức mà kéo ra. Cảm thấy như là mình vừa rút ra khỏi cái chỗ lõm cái thứ gì đó nặng vậy. Ra được phân nửa thì phát hiện đó là một cái thanh đồng kiếm. Nó rất có trọng lượng. Trong nháy mắt tôi tưởng như là không có nắm nổi nữa. Lục tử vừa thoáng thấy bảo kiếm thì che miệng quát lên. Đây là thần khí nhan Lẽ nào trên thế giới này có cái thứ này thật Thần thoại là có thật sao Tôi không có thời gian để nghĩ xem cậu ta đang nói cái điều gì Lúc này Bạch Dực nhìn thấy bảo kiếm Mắt anh bỗng có vẻ như là vô cùng kháng cự Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn Anh biết vật này Nếu không thì đem bao kiếm theo làm gì Tôi nghi ngờ nhìn Bạch Dực Anh phất phất tay bảo tôi đưa kiếm cho mình Tôi bước xuống cầu thang trao nó cho anh Trong nháy mắt tôi không biết là mình có bị ảo giác hay không khi nhận thấy tay của bạch giật hơi rung lên mà thanh kiếm kia dường như phát ra tiếng kêu rất là trầm nhưng đó cũng chỉ là chuyện thoáng qua trong giấy mắt bạch giật rút cái bảo kiếm ra tôi thấy cái chuôi kiếm được chế tạo cực kỳ xinh đẹp có thể nói là vẫn giữ nguyên cái thần vốn có của nó trải qua bao ngàn năm lịch sử bảo kiếm của việt vương câu tiễn ngày nào cũng đã hao mòn theo năm tháng Thế nhưng cái thân kiếm này vẫn xanh màu đồng như là cũ. Hơn hết từ bản thân nó, tôi có thể cảm nhận được một cái loại khí lạnh trước giờ chưa từng có, gọi đó là thần khí, thật không có quá đáng chút nào. Tôi hỏi, đây, đây là kiếm gì? Bạch Dực nói, tỵ thị kiếm. Tôi mù mờ không hiểu cho lắm, lục tự thấy vậy liền vội giải thích. Đại vụ trị thị có ba thứ thần khí, một là hà đồ, hai là phách sơn phủ, còn có một cái thứ trong thần thoại gọi là đình hải thần châm sao được ngô thừa ân tác giả của tây du ký viết thành binh khí của tôn hầu tử nhưng mà theo nguyên bản cổ xưa nhất cũng không phải là gậy gọc chi cả mà chỉ là một thanh kiếm chính là tỳ thủy kiếm này nè nghe nói là kiếm này gặp nước liền rút ra ngay trạm yêu trừ tà rất có năng lực ngày xưa yêu quái ở hoài hà cũng bị kiếm này chém chết mình cứ tưởng á, nó chỉ là thần thoại thôi, không ngờ cái thứ này thật sự là tồn tại ở ngoài đời thật á nha. Tôi nhìn bọn họ mà hỏi, đây là thứ quỷ khí cuối cùng. Bịch giật lắc đầu, anh nhìn cái bức tường ngọc nói, không phải, thanh kiếm này không phải quỷ khí. Nhưng nhờ nó chúng ta sẽ tìm được cái thứ quỷ khí cuối cùng còn giấu trong cái bức tường ngọc kia. Vì mạnh cơ không sống được đến khi hà bá điện hoàn thành nên chỉ biết bấy nhiêu thôi. Càng không biết bước sau cùng nhất thiết phải có tỵ thủy kiếm tôi liền thản thốt mà hỏi vậy tại sao anh biết ánh mắt có chút thờ ơ thì thầm mà nói vì vì cái thanh kiếm này là thuộc về anh tôi và lục tử cùng nghi ngờ nhìn thoáng qua nhau anh ra dấu bảo chúng tôi lùi về sau tôi cứ nghĩ anh sẽ làm pháp thật bí hiểm gì lắm không ngờ anh chỉ vung đại tay lên một kiếm bổ ra cái bức tường ngọc khiến cho nó nứt ra một đường lớn vì là anh cũng bị mất máu nghiêm trọng nên vừa hà kiếm xuống thì cả người đã không có đứng vững được nữa. Tôi liền vội vàng chạy qua mà đỡ lấy anh. Bất quá, dây tiếp theo, tôi không phải dìu anh mà tấm lấy anh kéo ghi ra sau. Bởi vì từ cái chỗ họng của miếng ngọc bỗng ào ạt tuôn ra một cái lượng lớn nước. Tôi chỉ vào bức tường mà hỏi, trong ngọc sao lại có nước? Anh cũng không có trả lời tôi mà cứ nhìn trừng trừng vào cái chỗ nước đang chạy mạnh mẽ kia. Tôi bọn phát hiện cái bậc thềm nơi này thì ra được thiết kế vô cùng tinh xảo và diệu kỳ. Mỗi bậc thang là một cái chiếc ao nhỏ, nước tuôn ra đều chảy vào những cái chỗ lõm này. Địa thế nơi đó rõ ràng trũng xuống rất nhiều, khiến cho chỗ chúng tôi đứng biến thành một cái mô đất trống ở cái trung tâm. Sau đó các bậc thang dần dần biến thành một cái chiếc bệ hoa sen. Nơi chúng tôi giờ đây lại có hình dáng của một cái đó thủy liên hoa khổng lồ chúng tôi đều bị công trình dẫn nước kia làm cho vô cùng kinh ngạc. Một lượng lớn nước như vậy không hề dính tới chúng tôi, chỉ chạy theo những cái con rãnh tạo nên những cái dòng khác nhau. Lúc này có tất cả chín nhánh cùng nhau đổ xuống, hình thành nên chín thác hoa sen, nói tiếp nhau cực kỳ ảo mộng. Vì là các dòng chảy vừa lớn vừa siết nên cuối cùng cái khói ngọc đã hoàn toàn bị che lấp quan cảnh nơi này quả thật giống như là với Đông Hải Long Cung vậy, tất cả đều do nước tạo thành. Khoảng 10 phút trôi qua, thế nước đã trở nên ôn hòa, chúng tôi cũng từ từ nhìn thấy cái khói ngọc bị bạch giật chém đứt. Vì một lượng lớn nước ngầm tuôn ra rất lớn cho nên cái vết nước dường như khuếch đại hơn, bỗng tôi cảm thấy hình như có cái thứ gì đó đang ở trong cái rãnh kia. Đôi mắt của tôi nhìn thoáng qua bạch giật, anh gật đầu nói, đó chính là quỷ khí cuối cùng. Nói xong, anh mặc kệ dòng nước lạnh thấu xương, trực tiếp đưa tay cầm lấy nó. Sau đó chúng tôi thấy trên tay của anh có một cái mặt nạ đồng đen. Cả người của Bạch Dực đều rung lên vì lạnh. Anh run rẩy mà nói, đưa, đưa huyền Hoàng Bích cho anh. Tôi lấy ra huyền Hoàng Bích, không ngờ cái thứ có khả năng hút âm khí mạnh như miếng ngọc này cũng bắt đầu ngã sang cái màu xanh nhạt và tót ra cái khối lạnh mờ trắng. Bạch giật cầm lấy, sau đó dồn tị thủy kiếm, vẽ vào cái vết máu trên tay. Huyền hoàng bích dần trở thành cái màu sắc vốn có của nó. Anh nhìn chúng tôi mà nói, cái thứ này là quỷ khí cuối cùng, xong là chỉ vào trong cái rảnh đen kia. Toàn bộ nơi này đều được dựng lên vì nó. Tôi chiếu cái đèn pin xem thử, nhìn thấy rồi thì buộc miệng kêu lên. Cái mặt nạ kia hoàn toàn không có các bộ phận trên mặt, chỉ có một cái mảng trống. Quái gì nhất chính là nó chỉ có cái đầu như tượng thạch cao bị lỗi, cũng chẳng có thân thể. Tôi hỏi, là môn hình? Bạch giật lắc lắc đầu mà nói, là đầu. Lục tử nhìn nó có hơi sợ sệt thì thầm. Sao mà giống như cái bánh nướng sơn đông lớn thế? Lại không có mắt mũi, đến một một chút cảm xúc của sát người cũng không có. Bạch giật nói, nó đâu phải là đầu người, thứ này là thủ cấp của quái thú thời hỗn mang. Sơn Hải Kinh có viết, công dụng của thú cấp này là chẳng khác gì nguyên quang bích. Ngoài ra, nó còn có một điểm trọng yếu nữa là có khả năng ngăn ngừa đồ đồng rỉ sét. Đó là lý do vì sao thanh kiếm này một chút cũng không hao mòn. Tôi chạm vào cái khó bánh nướng kia mà nói, vật chống oxy hóa quá cao cấp. Bạch giật hơi vung vậy cái mặt nạ nói, không sai. Lục tử cũng rất thích thú cái thứ kia, có vài lần cậu ta muốn cuộn lấy, nhưng dù thế nào cũng không có dám làm xét cho cùng thì chạy thoát thân vẫn là quan trọng hơn đành phải hậm hực bỏ qua sau cùng thì nhìn chằm chằm cái mặt nạ trong tay của bịch giật mà nói cái thứ này là một trong tám quỷ khí anh gật gật đầu mà nói đúng thế muốn đi tiếp cần phải áp sát nó vào người mang mặt nạ này sẽ thấy xung quanh thay đổi có những thứ mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được nhưng chỉ có mỗi an tung mới mang được nó mà thôi Lòng tôi thầm giật mình mà hỏi Lẽ nào dành cho người vô hồn Anh lắc đầu mà nói Không phải thế Mạnh cơ không hiểu được ý nghĩa thật sự của người vô hồn Mắt trái và dòng máu của chính bản thân em Mới là cái điều then chốt Nói chung nếu thật sự muốn tiến vào hạ ba điện nguyên thị Nhất định phải có em đi chung Bằng không thì chúng ta không tìm được đường đâu Lục tử nắm chặt tay tôi mà nói Cậu chờ một chút Lão Bạch Anh nói xem Mang cái mặt nạ này có nguy hiểm gì hay không anh miếm chặt môi, sau đó như đã hạ quyết tâm thật lớn mới mở miệng nói. Không biết, từ lúc này các cậu đừng hỏi tôi xem có nguy hiểm gì hay không. Vì lần này chúng ta bước vào là ý nghĩa chân chính của một phần, nó vốn không nên tồn tại. Nhưng Chu Văn Vương lại tạo nên việc làm của người cũng đã giống như quyết định của ngày hôm nay của An Tung vậy. Cũng vì thế nên người mới thao tâm tổn trí để niêm phong cái thứ bên trong đó. Lục tự nghiến răng nói sao lần nào anh nói cũng giống như là điều đọc kịch bản thế có thể đừng có diễn văn nghệ nữa hay không anh thành thật nói cho tôi biết là cái thứ quỷ quái này con mẹ nó khi tiểu an mang vào có gặp nguy hiểm hay không bạch giật nói cậu ta sẽ biến thành pháp sư sau đó tìm được lối đi thật sự ở bên trong phần mộ của phùng di nhân khi tôi nghe bạch giật nói những cái lời này lòng bỗng dấy lên một cái niềm xúc động lạ kỳ tôi phát hiện đường nét của mặt nạ trong tay bạch giật cũng không phải là quái thú dương nanh múa vuốt gì mà là một cái gương mặt cực kỳ cổ quái kia không thể phân biệt nổi là nam hay là nữ nhưng lại mang cái biểu cảm vô cùng sâu sắc chỗ da quanh chân mày đang chăm chăm mà nhăn lại cảm giác như là sắp khóc lại như là đang giận thậm chí còn có thể nhận ra là đang cười lạnh lùng mang theo cái nỗi niềm vừa ngây dại vừa đau khổ tôi như đã quen với cái chiếc mặt nạ kỳ quái này từ lâu lắm rồi ấy nó không phải là lần đầu tiên xuất hiện trước tôi. Ở nơi nào, sao tôi lại mang theo tình cảm cổ quái và xót thương đến như vậy? Tôi cầm lấy mặt nạ, quay lại nhìn bọn họ mà nói. Phải vậy thôi, Bạch Dực, anh nói cho em biết phải nên làm thế nào đi. Bạch Dực cầm tị thị kiếm, sau đó mang ba lô lên. Anh dỡ ba lô ở trên người tôi xuống, ném cho lục tử nói. Chỉ cần em mang cái mặt nạ này vào, sau đó tìm đường đi đến chính điện của Hà Bá Điện, Tôi gật gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt để bình tâm trở lại. Rung rung cầm cái mặt nạ đưa lên trên đầu. Lúc này, bạch giật đang nắm chặt tay của tôi. Mắt của anh tràn ngập mâu thuẫn. Anh nói, em không có gì, em mang vào đi. Tôi vỗ vỗ vai của anh, nhìn lục tử một chút. Hiện tại, mặt của cậu ta đầy lo lắng. Tôi cười với cậu, mang cái mặt nạ vào. Cái mặt nạ này không hề có nhân diện, nhưng lại sát với tay tôi sao còn ôm khích lấy toàn bộ đầu tôi trước mắt hung hút sâu thẳm như là đường hầm chẳng biết sẽ lôi kéo người khác đến đâu nữa bên trong tối đen chỉ thấy vài chữ khắc ở một cái gốc trong lúc mặt nạ được gắn hoàn toàn vào mặt của tôi tôi cảm nhận dường như có ai đó đang thở dài bên tai của mình nhưng âm thanh kia lại thật sự rất hư ảo nên đã không cho rằng là có cái gì cả thế là tôi dần dần hô hấp điều đặn lại mở mắt ra, liền hiểu tại sao phải nhất thiết đeo mặt nạ này vào mới có thể nhìn ra con đường đi chân chính. Quả nhiên, xung quanh chẳng phải là cái nơi mà chúng tôi đang đứng lúc nãy nữa. Nước đã biến mất, cảnh trước mắt thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi thấy những cái thứ này vốn không phải là nước, mà là vô số sương mù màu đen đang đóng lại thành đám, liên tục chuyển động, nhìn như là lốc xoáy vậy nhưng khi tôi dùng tay gạt qua thì lại phát hiện giữa đó là vô số mặt người, chúng nó vô cùng móp méo dữ tợn, trôi tuột qua tay của tôi. Nếu như tôi đoán không có sai thì đó hẳn là những oan hồn mà bị quỷ khí hạ chết. Tôi nhìn không có rõ diện mạo những oán linh này cho lắm, cũng không có nghe được bất cứ âm thanh gì, chỉ thấy chúng liên tục chuyển động. Tôi quay đầu nhìn bạch giật và lục tử một chút, phát hiện hai người như được tạo thành bởi hai làn khối trắng, Nghe như thế, tôi vẫn nhìn rõ mặt mũi và thái độ của bọn họ. Chỉ là sương mù của bạch dực có vẻ mỏng manh và yếu ớt hơn rất nhiều, trông cứ như là trong suốt vậy. Xung quanh tràn đầy khói đen, những thứ khác tôi cũng không có rõ thuộc tính là gì. Tôi muốn đem những cái thứ mình thấy được để nói cho mọi người nghe, nhưng phát hiện lục tử nhìn tôi cực kỳ khủng khiếp, tránh sang một bên. Bạch dực có vẻ như là đang rất đề phòng. Tôi mở miệng hỏi, các người sao thế? Vừa thốt ra, đến tôi còn hoảng sợ. Đây không phải là giọng của tôi, mà là tiếng rống của ai đó lanh lạnh đến kỳ quái. Nghe thật không giống là tiếng người. Tôi sờ sờ mặt của mình, thấy nó rất là nặng. Lục tử lúc này ôm ngực nhìn tôi mà nói, Ti Tiểu An, mắt của cậu phát sáng, mà, nhìn, nhìn giống như là mắt hồ ly vậy đó. Nghe cậu nói, tôi mới cảm giác được là mắt của mình vô cùng lạnh lẽo. Bạch giật cũng bị cho cái cơn sợ của lục tử làm cho hoảng lên, nhìn tôi mà nói. Tiếp theo, nhìn thấy cái gì, em hãy nói ra. Tôi dùng một cái giọng nói lanh lảnh như con gái, đem những gì nhìn thấy ở xung quanh kể sơ qua. Bạch giật gật đầu mà nói, quả nhiên, chỗ nước này đã không phải là nước ngầm, mà là thực thể của những oan hồng bị phong ấn trong khói ngọc. Tiểu An, em xem những cái thứ kia tập trung về đặc nhất là ở chỗ nào. Tôi hiếp mắt cẩn thận xem xét, những oan hồn này chuyển động với tốc độ cực nhanh, cứ liên tục tuần hoàn. Nhưng tôi phát hiện chúng đều xuất ra hay hợp lại đều từ một chỗ. Nơi nơi đều là khói đen mù mịt. Tôi chỉ tay về phía đó. Chỗ đó đó. Ngoài những cái oan hồn màu đen xung quanh tôi, tôi chỉ có thể thấy được bạch giật và lục tử. Còn những cái thứ khác đều là một màu xám tro, nên chẳng thể nói ra nơi chốn cụ thể. Anh gật đầu nói, ừ, anh thấy rồi em tháo mặt nạ xuống được không? Tôi thở hắt ra, chuẩn bị gỡ cái thứ trên đầu xuống, nhưng tay tôi dù kéo cách máy thì mặt nạ lại chẳng nhúc nhích đi phân nào. Tôi hét lên, không gỡ được, nó không gỡ xuống được. Bạch giật vội vàng giúp tôi kéo ra, nhưng tôi liền phát hiện mặt nạ này thế là càng rung động, sẽ thu hồi nhỏ lại. Lúc đầu tôi còn dùng tay gỡ được, giờ thì chẳng cách nào lay nổi, nó cứ liên tục co rút lại, rất nhanh sau đó tôi cảm giác được mũi của mình bắt đầu là bị đè chặt lại. Tôi gào lên với bọn họ, mau lên, mau nghĩ cách đi. Lục tử dùng sức lôi tôi ra ngoài, nhưng dù kéo thế nào cái mặt nạ vẫn không có chịu rơi ra, nó cứ bám chặt vào mặt tôi, mũi tôi bị ép đến đau buốt. Tôi đau đớn ngồi bệt xuống đất, lục tử cuốn lên, mở miệng họ bạch giật, phải làm sao bây giờ, nghĩ cách đi. Bạch giật thở dài, Tôi cảm nhận rõ ràng là sương mũi của mình bị đè chặt xuống, đau đến nỗi cúi đầu khóc nức nở. Mà cái giọng điệu của tôi là chẳng khác nào là tiếng quỷ kêu là mấy. Bạch giật để lục tử ra, sau đó nắm lấy vai tôi mà nói, hít sâu một chút, hít sâu một lát, lát nữa thì đừng có thở. Tôi đau đến không có chịu nổi, gật đầu, sau đó hít thật sâu vào. Tiếp theo bạch giật ôm đầu tôi, ấn vào chỗ an hồn đen tối kia, đầu của tôi bị đè mạnh ở xuống dưới, cảm giác được thật là khó tả mà. Cái đám oan hồn phát điên xông vào mặt nạ của tôi, có một cái gương mặt của xác chết gần như là dán chặt vào mặt tôi. Tôi rất sợ nó sẽ chui vào tay của mình nên ra sức dễ dụa, nhưng bạch giật giữ vai của tôi càng thêm chặt. Anh nói, ráng chịu thêm chút nữa, cố gắng trụ lại đi. Tôi liền tiếp tục vùi dập vào trong cái đám oan hồn, hồn phách của những người chết oan kia cứ không ngừng hướng về mặt nạ. Mặt của tôi như bị ấn vào trong cái lớp băng ngầm giữa lòng sông vậy, lạnh lẽo, làm tôi liên tục run rẩy. Tôi nắm chặt lấy cánh tay của Bạch giật, móng tay bấm sâu vào da thịt của anh. Qua khoảng gần 20 phút, tôi cảm thấy là mặt nạ bị một lượt lớn oan hồn làm giãn rộng ra. Ngay lúc phổi của tôi chẳng còn bao nhiêu dưỡng khí nữa, thì mặt nạ lại chầm chậm nới lỏng ra rồi rơi vào trong cái đám oan hồn. Cảnh cuối cùng đập vào mắt tôi chính là Cái đám an hồn đang điên cuồng đuổi theo cái mặt nạ kia Rồi chúng cũng mờ dần Cuối cùng là nhạt nhò thành nước Lúc này thì bịch giật gần như là lo tôi ra khỏi đó Tôi lắc lắc đầu, mở mắt Xung quanh vẫn là những cái thác nước chảy như cũ Chẳng hề có những an hồn đen tối chuyển động Nhưng mà tôi biết có vài thứ đang thật sự tồn tại Vội vàng lau khô ngay những cái giọt nước trên mặt của mình trong nước kia lờ mờ thấy được một cái mặt quỷ Lục tự lấy từ trong túi ra một cái khăn tam giác để tôi lao tóc Tôi chỉ vào bạch giật mà nói Anh, anh cũng quá độc ác rồi Anh biết ở dưới đó là cái thứ gì không Là vô số an hồn đó Anh, anh thế mà dám ấn đầu em xuống dưới Tôi nhớ lại cái tình cảnh chẳng khác nào địa ngục lúc nãy liền không kìm được mà run rẩy Anh tránh đi ánh mắt của tôi Ho một tiếng mà nói Mới sợ có một chút như thế mà đã không chịu được Vậy sao mà em có thể tiếp tục đi tiếp đây? Nghe anh nói như vậy, thương tổn của tôi tạm thời không bàn đến. Tôi khoát tay mà hỏi. Biết đường rồi, giờ phải đi như thế nào đây? Anh lấy ra một cái chén, lần theo vết thương ở trên tay, hứng máu vào đó. Sau đó lấy ra nước mà chúng tôi mang theo, rót một ít, đưa chúng tôi nói. Mọi người uống một ngụm, thứ trong chén này có tác dụng tăng thêm linh khí. Bây giờ chúng ta đang ở cái nơi có khí hư, chỗ này là cực lạnh của Thái Âm, nếu chúng ta cứ như thế đi vào sẽ bị oan hồn quấn lấy ngay lập tức. Lục Tự nhận lấy uống một ngụm lớn, tôi cầm chén hỏi: "Máu của anh linh đến như vậy sao?" Anh ho khang mà nói: "Đừng có quan tâm nhiều như vậy, uống trước đi, sau đó có cái chén cho thật kỹ. Thứ này vào lúc máu chốt sẽ là mạng của chúng ta đó." Tôi trừng mắt nhìn anh, uống một hơi hết cái chỗ máu lọn kia, bạch giật gật đồ chỉ về phía bên trái khối ngọc mà nói. Hai người thu dọn một chút đi, tạm thời băng bó qua cái vết thương, nếu muốn thì cứ ăn nhiều vào, biết đâu chúng ta chẳng còn cơ hội để ăn cái thứ gì nữa. Lòng tôi thầm oán hận mà nói, nhóc nhà ngươi sao không chờ bọn ta ăn nốt cái chỗ bánh khô kia rồi hãy cho uống máu, giờ còn ăn uống nổi gì nữa. Bất quá, cần phải bổ sung năng lượng, nếu không sẽ chẳng thể nào còn sức đi tiếp được nữa. Tôi lấy từ ở trong ba lô ra một cái gói bánh quy, ném cho anh một cái, lục tử ôm bụng nói, đừng đưa mình, giờ chỉ nhìn thấy thôi là đã muốn nôn rồi. Nói xong lại nôn khen vài cái, tôi cố gắng tận lực mọi khả năng để khôi phục lại thể lực lớn nhất có thể. Tôi và Bạch giật cùng ban bó cho nhau, tiêm thêm một cái mũi kháng sinh, sau đó mang hành lý lên lưng chúng tôi vẫn dùng đốt chiếu sáng như cũ bởi vì đi sâu vào sợ rằng sẽ phải đụng độ với một binh đò ngạo nhân nữa. Bạch giật cầm tỳ thủy kiếm tiếp tục đi đầu, tuy vô cùng không có muốn nhưng chúng tôi vẫn phải đi rẽ qua cái dòng nước chảy. Bọn họ không thấy được những thứ kia, lòng không bị ma ám, nhưng còn tôi lúc nãy kinh qua một cái màn rửa tội với đám oan hồn này, phải chuẩn bị tâm lý một chút mới dám bước xuống dưới. Nước vẫn lạnh như là đòi mạng, May mắn là quần và giày của chúng tôi đều không thấm nước. Lần này thì chúng tôi cũng cầm được vũ khí hiện đại. Lục tử chuẩn bị súng ống kỹ càng, sau đó chúng tôi dùng dao găm đào ra một cái hố to, phát hiện trong tường quả nhiên có một cánh cửa. Tôi đẩy vài cái, chẳng lay chuyển được gì. Bạch giật dùng tay lần theo bức tường, phát hiện một cái khe hở vô cùng nhỏ. Anh dùng tỵ thị kiếm, cắm ngay vào đó. Bọn nghe được một cái tiếng kẹo kẹt vang lên ba người chúng tôi đều nghi hoặc cánh cửa kia thế mà không phải là đồng cũng chẳng phải là đá mà là gỗ nhưng có cái thứ cây gì mà cả ngàn năm cũng không có một nát lục tử suy nghĩ một hồi rồi nói có loại gỗ như thế cũng giống như là gỗ môn tứ xuyên thứ này thật ra là than hóa mộc đế vương cổ đại đều dùng nó để làm những cái cánh cửa then chốt ở trong điện muốn vững chắc bao nhiêu thì vững chắc bấy nhiêu Ba người chúng tôi càng gắng sức chỉ nghe được tiếng kẹo kẹt nặng nề, cuối cùng thì cánh cửa cũng bị đẩy ra một chút. Chúng tôi đều không phải là mập mạp gì nên chỉ cần một khe hở là có thể qua được. Bạch Dực là người trước tiên, tôi là người sau cùng, hai người bọn họ giúp tôi giữ cửa. Vào trong rồi, chúng tôi đều hối hận vì không khí nơi này kém hơn so với ngoài kia rất nhiều. Vừa bước tới đã ngửi được một cái mùi lạ sọc vào mũi. Lục tử đưa cho chúng tôi hai cái khẩu trang nhỏ mà nói Mang vào đi, không khí nơi này kém quá Tôi mang khẩu trang giúp lục tử và Bạch giật kéo cái kẻ họ ra rộng hơn một chút để cho không khí lùa vào Một lúc lâu sau, lục tử đốt một cái dấm lông bọc ngoài cái tảng đá ném vào trong Thấy lửa không có bị tắt ngay, tôi gật đầu nói Đi tiếp thôi Ba người chúng tôi tiếp tục đi tới, thấy phía trước chẳng giống Hà Bá Điện của Chu Triều gì cả Nơi này còn cổ xưa hơn nữa, tôi mở miệng nói. Đây là Hà Bá Điện, xem ra còn xa xưa hơn cả Chu triều, những bức họa này chẳng phải là từ cái thời đồ đá mới mang cái dáng vẻ như vậy hay sao? Hình trên cái vách đá xung quanh được dùng chu sa vẽ lên nó. Nó làm cho tôi liên tưởng đến những cái hình khắc ở trong hang động được phát hiện ở Tây Chu nha. Chỉ dùng những cái nét đơn giản để vẽ tả lại cái cuộc sống sinh hoạt và cúng tế. Từ đó đã hình thành nên cái nền mỹ học sơ khai của nhân loại. Con đường này nhìn thoáng qua có vẻ cũng bình thường như những cái hang động phổ thông khác, chỉ là cái ánh đốt khiến cho tầm nhìn bị kéo thấp xuống. Bất quá, không có chuyện cổ quái gì xảy ra cả. Điều này khiến cho tinh thần căng thẳng của tôi và Lục Tử được thả lỏng một tí. Càng xuống thấp, con đường càng trở nên khó khăn, có nhiều thứ cái gì đó xuất hiện trước mặt của chúng tôi, trong đó có rất nhiều dụng cụ khai thác đá. Lục tử cứ tắm tắt mà nói Giữa núi lại có đường đi như vậy Phải tốn bao nhiêu người ra sức mới đủ đây Lúc đó lại không có máy móc đào bới Chắc chắn là điều dựa vào cái cuốc sẻn Tôi cũng gật đầu tán đồng Thật không thể tưởng tượng nổi Ngay giữa trung tâm của đỉnh Ani Mã Khanh tối cao Lại có một con đường như vậy Kiến tạo công trình trong khoảng thời gian đó Thật là vô tiền khoáng hậu mà Chúng tôi cảm thấy không khí của nơi này đã khá hơn lúc nãy rất nhiều vì đeo mặt nạ thật khó chịu nên mọi người đều tháo xuống. Bỗng có một cái mùi hương rất lạ sọc vào mũi khiến chúng tôi hoang mang lo sợ. Chúng tôi dần đi vào một cái con đường được vẽ đầy đặc những cái bích họa bằng chu sa. Bỗng bạch giật đang ở phía trước giật lại. Tinh thần tôi liền căng thẳng lên mà hỏi Có chuyện gì vậy? Môi của anh họ giật giật mà đáp Hai người có nghe cái tiếng gì ở phía trước không? Tôi và lục tử dừng lại một chút Chẳng ai hỏi lại mà lắng nghe ngóng xem xung quanh Thế nhưng bốn bên ngoại trừ cái tiếng hít thở của mấy người chúng tôi ra Thì chẳng còn có âm thanh nào nữa cả Ngay lúc chúng tôi còn đang ngờ vực Bỗng vang lên tiếng cười từ trong tường đá truyền ra Giọng điệu nghe như là của một đứa trẻ khoảng chừng trên dưới 10 tuổi Ba người chúng tôi mở to mắt ra trừng trừng trán lại rịnh đầy mồ hôi Lục tử nuốt nuốt bọt gật đầu Lúc này tay của cậu ta đã vô thức mở chốt súng tôi nắm tay của cậu ta lại mà nói nghe kỹ một chút đã trẻ con ở đâu ra tôi chưa có nói xong thì bỗng nghe giọng nói của đứa bé truyền từ ở trong tường đá ra sau đó là tiếng lạch sạch chạy tốn tôi gần như là quay đầu lại lập tức để nhìn tường tận con đường trong đêm tối chẳng thấy được bóng dáng của bất cứ ai đứa bé nói cái gì tôi nghe cũng không có rõ nhưng cảm giác như là đang chào mừng chúng tôi tới, giọng điệu rất là thành khẩn và nhiệt tình. Lục tử hướng cái nòng súng vào tường, ba người chúng tôi đứng thành một cái tam giác nhìn về phía chỗ bất ổn kia. Sau đó chúng tôi lại nghe được cái tiếng của trẻ nhỏ, bạch giật nhìn chầm chầm vào tường đá rất lâu, xong lại mở miệng hỏi, có ai không? Tiếng của bạch giật vang rất là xa, nhưng giọng của đứa bé kia vẫn liên tục như là thì thầm như cũ. Chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ lạ, cuối cùng lục tử lắp bắp nói ra suy đoán của mình hẳn là cái loại là một cái loại đá có khả năng thu nhận âm thanh chẳng sao cả đây chỉ là phương thức truyền tin thời xa xưa không phải quỷ nhưng mà tôi lại chẳng thể nào yên tâm cho được tôi tiến về phía trước vài bước âm thanh bắt đầu thay đổi tiếng trẻ con ngưng hẳn bắt đầu xuất hiện vài giọng nói của nam và cả nữ vẫn nghe không hiểu như cũ, nhưng lại tạo cái cảm giác họ đang vô cùng nghiêm túc nói về cái vấn đề gì đó. Giọng của nữ nghe như là the thé rất là đặc biệt. Có đàn ông, phụ nữ và trẻ con, các âm thanh cứ quanh quẩn ở nơi đây. Cảm giác thật giống như là đang nghe kịch truyền thanh, tiếng nước ngoài nhưng không có phụ đề vậy. Không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng có thể biết được đại khái là đường đi. Sau đó ta bỗng nghe được cái tiếng nổ, xung quanh lại trở nên yên tĩnh vốn có. Tôi rút về. Quả nhiên, đây là loại đá hấp thụ sóng âm. Bấy nhiêu đây thôi cũng đã đủ rõ ràng là nơi này ngày xưa đã tồn tại rất là nhiều nam nữ, già trẻ, lớn bé đều có. Khiến cho tôi nghĩ đến một cái bộ lạc thời viễn cổ. Bạch giật đương nhiên cũng bị dò cho không ít. Anh nhắm chặt hai mắt, thở rút thêm mấy hơi rồi nói. Tiếp tục đi thôi, chỉ là một khối đá hấp thu âm thanh, chúng ta tiếp tục đi. Chúng tôi gật đầu, tiếp tục lên đường, bỗng nhiên tôi cảm thấy có vật gì đó vừa rơi xuống cái chỗ mình vừa đứng. Tôi muốn quay đầu nhưng bạch giật ngăn lại mà nói, đi tiếp, đừng quay đầu lại. Lúc này xung quanh lại truyền đến một cái giọng ca của phụ nữ, ngữ điệu vô cùng kỳ quái, có thể dùng cái cụm từ cực kỳ âm trầm mà để hình dung. Tiếng hát lúc cao lúc thấp vang lên ở trong đêm đen, nghe trong âm điệu vô cùng đau thương là cái loại đau thương kết hợp với hơi thở của tử vong. Tôi chú ý mặt của Bạch Dực lúc này bỗng trở nên bi ai tột độ. Anh biết tôi đang nhìn chăm chú mình, vì vậy vội vã la mặt đi. Sau đó hơi xấu hổ nhìn thoáng qua tôi, tôi hỏi, anh nghe được cô ta hát gì không? Anh không phủ nhận, chỉ mở miệng mà nói. Nàng đang hát chính là khúc ca giao sớm nhất bên bờ Hoàng Hà, kể về nàng ta và ca ca của mình thu hoạch lúa mì. Ca ca nàng vượt Hoàng Hà, không trở về nữa. Lúa mạch cũng đã chín hết mùa này đến mùa khác ca ca nàng cũng chưa có trở về Tôi hỏi Vì sao ca ca của cô ta không trở về Bạch giật trả lời đầy gượng gạo Ca ca của nàng đã đi tu bổ quan hà Giọng hát từ trong tường đá Còn truyền ra thêm vài lần nữa Tôi nghe có hơi khó chịu Ngược lại lục tử đã quen với cái thuộc tính của loại đá này Cho nên không thấy sợ sệt nữa Cậu ta vì cứu vớt cho cái sự nhắc cấy mất mặt lúc nãy liền nói đừng nói là âm điệu thì kỳ quái nhưng mà giọng thì không sai cho lắm hẳn đây là một mỹ nữ nghe nói hà bá là một thần sông cực kỳ háo sắc thường thích bắt những cô gái trẻ tuổi có gương mặt xinh đẹp về làm vợ bạch Dực nghe thế liền cao mài mà nói phần lớn thần thoại đều là hư cấu phải thật sự liên tưởng rồi cẩn thận nghe âm thanh của đá dù nghe không có hiểu nhưng các cậu vẫn có thể cảm nhận được ít tin tức hà bá không phải háo sắc mà là một người cực kỳ đáng thương Tôi gật gật đầu, bạch giật vẫn lặng yên, tiếp tục mà tiến về phía trước như cũ. Lục tử đi tiếp phía sau, tôi có hơi thả lỏng cảnh giác. Liền bắt đầu chăm chú lắng nghe cái thứ ngôn ngữ không hiểu được vọng ra từ đá kia. Nghe được tiếng nói, liền mở miệng hỏi, nơi này lẽ nào trước đây là một thôn trang? Bạch giật gật đầu nói, đầu nguồn hoàng hà cổ xưa quả thật có. Chúng ta tiếp tục đi, hai cậu hẳn sẽ biết thêm được nhiều thứ đó lục tử vỗ vỗ vai của tôi khẽ nói cẩn thận một chút những âm thanh này bắt đầu không đúng cho lắm quả nhiên chúng tôi càng đi tới âm thanh càng thêm âm ỉ sau cùng là những cái tiếng lộn xộn hỗn tạp bắt đầu là có tiếng khóc tiếp theo là tiếng kêu gào thảm thiết tiếng giận dữ mắng chửi cùng cái tiếng thét thất thanh lòng của tôi bị những cái âm thanh kia giằng xéo cứ liên tục thì thầm diệt tộc sao sao lại thảm như vậy sao lại chết hết như thế tôi vừa dứt lời âm thanh bỗng nghẹn lại rồi dừng hẳn sao chỉ còn tiếng phụ nữ hát lúc đầu cô ta giờ đây khanh khách cười lên nghe cực kỳ dữ tợn giọng cười cứ liên tục kéo dài lúc cao lúc thấp tiếp theo là một cái tràng mắng chửi kêu la cứ như là một cái người điên tôi sắp đến được nơi đó bỗng cảm thấy phía sau hình như dư ra một người tôi dùng tay so so gáy của mình lúc này lại có nắm tay nện vào ngực Tôi lặng yên quay đầu, phát hiện một người phụ nữ đang tựa vào lưng của mình, mặt cô ta ẩn sâu vào trong tóc, chỉ lộ ra có đôi mắt lạnh lùng. Tôi giật mình, vội vàng say người. Lục tử đang ở phía trước hỏi tôi sao thế? Tôi lắc đầu, sờ sờ vai mình một chút, thấy đã biến mất. Tôi không có trả lời cậu, tiếp tục đi theo sau bạch dực. Một lúc lâu sau, tôi lại cảm thấy rất là rõ ràng là có thứ gì hay cái người nào đó đang bám vào lưng của mình. Nhưng quay đầu lại vài lần, đều không có thấy, hơn hết là lục tử đang ở trước cũng là không có nhận ra được. Tôi bỗng cảm thấy như là cái thứ gì đó kéo cái góc áo của mình. Sau đó cánh tay bị vật gì đó níu lấy. Tôi thấy mình giống như là đi đầu kéo theo cả một binh đoàn ở phía sau. Lần này tôi thật sự hoảng sợ, vội vàng hét lớn gọi Bạch Dực đang ở phía trước. Bạch Dực, em, em cảm thấy trên lưng và xung quanh mình đều có người, anh dừng bước quay đầu lại nhìn tôi nắm chặt cái bảo kiếm ở trong tay từ từ tiến lại cảm giác đầu tiên của tôi là lực kéo ở tay biến mất tiếp theo là bạch giật múa vài đường kiếm tách tôi ra với xung quanh thoáng chốc sức nặng bốn bên đều tan biến tôi thở hắt ra mà nói lúc nãy dường như có cái thứ gì đó dựa vào người em vừa dứt lời tôi liền nhìn thấy cánh tay ở dưới hai chân của lục tử tôi hỏi sao thế kia anh chỉ chỉ dưới chân của chúng tôi, lúc này mới phát hiện ngoài trừ mình ra còn có rất nhiều cái vệt nước có dấu chân khác, không ngờ lại dày đặc đến như thế. Đặc biệt nhất là những cái vết chân này đều hướng về phía chúng tôi. Tôi bỗng rung lên, lùi lại vài bước, được lục tử đỡ lại, bạch giật thở dài mà nói, là không yên giấc phải không? Anh nói một hơi dài với cái âm thanh xung quanh, chúng tôi không biết đó là ngôn ngữ gì, nhưng rõ ràng là vết chân kia có vẻ hơi chuyển động, càng lúc càng nhiều hơn. Ngay sau đó tôi cảm thấy như là cái thứ gì đó ung ung hướng vào tôi, dường như bị ai đó đấm một cái, nắm đấm cứng rắn đập ngay vào mặt. Lúc này, kinh ngạc và sợ hãi đã hoàn toàn chiếm lấy tinh thần của tôi. Bạch giật thấy không khí càng lúc càng quỷ dị, liền dứt khoát rút tỉ kiếm ra. Thoáng chốc tôi nhận thấy cái vết chân lùi ra sau rất nhiều, nhưng chúng vẫn không có tan biến mất đi. Tôi thấy cách mình một khoảng không xa lắm, vẫn dày đặc ở như trước, Bỗng nhiên, chân Lục Tử như là chạm phải cái thứ gì đó, cậu a da một tiếng. Tôi hỏi sao thế thì cậu nói, có hòn đá đập vào chân của tôi. Bạch giật không có nhịn được nữa, quát lên vài câu, quay về phía chúng tôi mà nói, đừng động đến, chúng không hại đến chúng ta được đâu, nhanh lên, anh ở phía sau. Hai người đi phía trước đi, bọn chúng sẽ dẫn thêm rất nhiều ác quỷ lợi hại đến, thứ kia sẽ không chỉ đơn giản là đánh lén ở trong bóng tối đâu. Nói xong chúng tôi gần như là cắm đầu gấp gút mà bước đi trong con đường nhỏ hẹp. Tôi quay đầu nhìn bạch giật một chút. Anh cứ liên tục vung kiếm ở trong không khí, cuối cùng cũng đuổi kịp chúng tôi. Lúc này sau lưng lại vang lên cái tiếng khóc thê lương hòa cùng giọng cười nhạo bán. Tôi điên cuồng chạy về phía trước, cố hết sức để không nghe thấy cái âm thanh kia. Mãi đến khi đã chạy được một khoảng rất xa mới có cảm giác như là đã thoát khỏi cái đám kia. Tôi thở hổn hển hỏi, quỷ, bạch giật hơi rối rắm nói, quỷ, Lòng của tôi nao nao hỏi Tại sao? Anh biết mấy thứ đó à? Chúng là cái gì? Bạch dực lại bắt đầu do dự Tôi liền không cho anh cơ hội Vội nói Anh đã nói là sẽ không che giấu em cái gì nữa mà Anh thoáng rung lên Đáp Chúng là Phùng Di Nhân Lục tự hỏi tới Chúng là Hà Bá Thần Bạch dực lắc lắc đầu nói Phùng Di thật không phải tên là Hà Bá Đó là danh sưng của một bộ lạc Lúc xa xưa Bộ lạc này lấy cái chữ Phùng làm họ dùng để phân biệt với những cái người ngoài tộc. diễn cổ có tất cả là chính bộ lạc được gọi là di tộc, có nghĩa là tất cả những người tông tộc đều tên là di. Còn một nguyên nhân nữa là bởi vì bọn họ đã từng bị diệt tộc, sau đó hợp lại thành di tộc coi như là ẩn dụ về cái sự diệt vong. Bất quá, họ vẫn sinh hoạt nơi cái cội nguồn của Hoàng Hà, coi Hoàng Hà là mẫu thân cũng như là nữ thân của mình. Lục tử ngạc nhiên mà hỏi, thế thì nói cách khác chúng ta vẫn luôn cho rằng hà bá là một nhân vật mình người đuôi cá nhưng thực tế là một cái bộ lạc cấu thành chỉ là chúng ta đang cá nhân hóa bộ lạc này thôi đúng không bạch dực gật đầu anh nói đây là nơi tán thân cuối cùng của bọn họ họ vẫn không có ngủ yên đến tận bây giờ chưa từng có anh trầm mặt trong chốc lát ngẩng đầu nhìn chúng tôi mà nói đi tiếp thôi chúng ta không thể ở nơi này quá lâu những linh hồn này không đáng sợ đáng sợ là cơ quan của phần mộ này đã khởi động chúng tôi cũng không nói tiếp nữa liền cùng dìu nhau đến cái chỗ sâu nhất nhưng vết thương đã hơi nhiễm trùng nên mất sức rất nhanh bạch giật đưa mắt hỏi chúng tôi có muốn nghỉ ngơi một chút hay không tôi nhìn lục tử rồi gật đầu chúng tôi không có dỡ xuống ba lô bạch giật dùng cái ánh lửa để chiếu xung quanh phát hiện không có thứ gì uy hiếp đến tính mạng lục tử hỏi còn phải đi bao lâu nữa mình nghĩ thế nào cũng không có ra là đích đến còn nữa, các người nói nếu như không có hà bá thân thì hà bá chính điện đang cất giấu cái vật gì? Bạch giật dùng tay vút ve cái bảo kiếm, cúi đầu mà nói. Bảo vệ thứ tối quan trọng nhất của Phùng Di Nhân cũng là người tối quan trọng nhất của nơi này. Với hai thứ kia, Phùng Di Tộc vừa kính và vừa hận. Đầu tôi bỗng xuất hiện một từ, giật mình mà hỏi, không phải là hà đồ đó chứ. Bạch giật gật đầu, giờ chúng tôi đã gần như tiếp cận với chân tướng. Tôi hỏi, Hà Đồ vốn là thứ của Phùng Di Nhân, bọn họ đã hiến cho đại vũ, sau đó còn giúp đại vũ thống trị Hoàng Hà. Nói thế thì bọn họ là công rồi. Bạch giật không có phủ nhận, anh ôm đầu, nói cọc lóc. Chuyện cũng không có vẻ vang gì cho lắm. Lúc đó, Hoàng Hà quả thật là lũ lục dữ dội, nhưng Phùng Di Nhân là ở đầu nguồn, không hề chịu ảnh hưởng gì. Có thể nói là do cái sự bộ hộ của Hoàng Hà dành cho những nơi trọng yếu. Tôi dây dây Nguyệt Thái Dương, sự tình lại nhập nhằng lần này lại thiếu mất manh mối nữa rồi tôi đưa ra một cái giả thuyết nếu như khi ấy phùng di nhân không muốn can dự vào việc thống trị quan hà khả năng lớn nhất là đại vũ dùng vũ lực áp chế bọn họ bị buộc phải tham gia vào công cuộc trị thị vô tiền khoáng hậu này sau đó cũng vì nguyên nhân này mà toàn tộc bị diệt tôi đặt giả thiết nếu bọn họ bị đại vũ tiêu diệt vậy cái nơi này sẽ thành mộ địa tối hậu của phùng di nhân khi sơn hà cổ định xuất hiện rồi chu văn vương đến nơi này tôi bọn nghĩ đến một cái chuyện ngẩn đầu nhìn bạch dực mà nói chu văn dương đến đây để lấy hà đồ bạch dực ra vẻ khẳng định tôi tiếp tục hỏi nếu chu văn dương khi ấy không thông qua tư liệu lịch sử hay lời truyền miệng đến tận đây như vậy vì nguyên nhân nào đó không thể lấy được cũng không muốn để nơi này lộ ra cho nên đã tốn hết biết bao nhiêu tâm sức để lập ra bác khổ thậm chí dùng đến sơn hà cũ định vô cùng giống với các định kia, chính là muốn xóa sạch tất cả thông tin, khiến người biết đều phải chết hết. Sau cùng, cũ định lại xảy ra sai lầm, biến thành tám loại quỷ khí, tiếp tục trấn thủ cái nơi này. Các manh mối tự sau chửi lại, tôi nhìn bạch giật, mắt anh không hề phức tạp mà lại vô cùng trầm lắng. Lúc này, anh như đang đợi tôi tiếp nhận được cái vấn đề trong quá khứ để chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Tôi hỏi, Đại vũ chế ra sơn hà cổ đỉnh để làm gì? Anh nhắm hai mắt lại mà đáp. Phong ấn linh hồn. Linh hồn của ai? Anh mở mắt nhìn tôi rồi nói, đó là Trị Hà chân chính. Vì thế phải tiêu diệt toàn bộ linh hồn của di tộc. Tôi bất giác lùi người ra sau, phát hiện thì ra cổ châu hay khơi thông sông ngòi đồng nghĩa với cái việc dẹp hết những nơi cản trở hiểm yếu. Đây cũng chính là nguyên nhân phải loại trừ tất cả bộ lạc ven sông. Việc này đại vũ lúc đó rất tương đồng với Tần Thủy Quang, người đã tiêu diệt toàn bộ các bộ lạc. Lẽ nào đây chính là sự thật đằng sau quyền thoại của lịch sử sao? Lúc này, người nãy giờ không nói gì là lục tử, liền cất tiếng nói. Nếu nói như vậy, trong thần thoại trung đại, đại vũ lúc trị thủy đã tiêu diệt rất nhiều quái thú, hà yêu. Nhưng thật ra là dùng vũ lực để giết chết rất nhiều thủ lĩnh và tộc người khi ấy. Đương nhiên những canh thần thay đại vũ làm pháp sự, thông khí, đuổi tà trừ quỷ, tất cả đều là kỳ nhân có thật. Bạch giật siết chặt bảo kiếm đến độ các đốt ngón tay đều phát ra răng rắc, anh cắn chặt môi mà gật đầu. Lòng tôi không khỏi cảm thán không quy lực là yêu quái, ngược lại là thần thánh. Đây chính là chân tướng phía sau thần thoại, thật quá chăm chọc cũng rất là thiện thực. Bạch giật lúc này lại đứng yên, anh gần như là bất động, loạn chọn lão đảo nhìn chúng tôi mà nói. Xong rồi thì đi thôi, đường tiếp theo là sẽ càng khó đi hơn đấy. Tôi theo sau anh mà nói. Chuyện sau cùng nhất là, anh là ai, có liên hệ gì tới nơi này? Nghe cái câu hỏi này, bạch giật cười thật thê lương, nói. Ta, ta là người bỗng nhiên bị dây vào, cũng là tội nhân của bộ lạc này. Tôi cao mày, muốn hỏi tiếp nhưng bị lục tử kéo nhẹ mà nói. Ngừng ở đây được rồi, đừng có lật mặt vội Chúng ta không có hắn thì thật không có xong đâu Mọi chuyện đợi ra ngoài Thì ngại gì không có thời gian để hỏi Tôi nuốt nuốt bọt, vỗ vỗ bạch giật Ý bảo là nên tiếp tục đi tới Đường hầm vô cùng tối, đuốc đã cháy sạch Chúng tôi đã không có lãng phí nó chút nào Vừa đến nơi thì lập tức tàn hẳn Thế là chúng tôi lại mở đèn pin lên Bạch giật giờ đang bước đi rất là chậm chạp bóng lưng của anh trông cực kỳ giống như là tội phạm chân men xiềng xích lúc nào cũng dằn vặt mình tôi nhận ra được cái nỗi bi ai khó nói nên lời lục tử vỗ vỗ vai của tôi mà nói cuối cùng đã xảy ra cái chuyện gì hắn nói mình là tội nhân của bộ lạc phùng di tộc kia vì sao bị diệt hắn không phải là người đại vũ vương ký thác linh hồn đó chứ tôi lắc lắc đầu mà nói đừng có nón mò không hẳn là anh ấy đâu Lòng của tôi lặng lẽ thi thầm Chỉ cần là toàn mạng ra ngoài Thì chẳng có chuyện gì là quan trọng hết Khi ấy Bạch Dực sẽ kể hết với tôi Tôi phải tin tưởng anh Cũng như là tin tưởng vào chính mình Chúng tôi đi thẳng về phía trước Âm thanh vẫn lớn thoáng đuổi theo Nơi này đã bị niêm phong ít nhất là cũng 3.000 năm Từ đó suy đón Từ cái thời điểm xảy ra chuyện Phải trước đó khoảng 1.000 năm nữa Tôi nắm lục tử lại mà hỏi Mấy thứ kia sao cậu lại bỏ đi thế Lục Tử khoanh tay mà nói, cậu phải động não một chút, mấy cái thứ đó tùy tiện đem vài cái ra ngoài là tính mạng gặp phiền phức ngay. Dạo này mọi chuyện đều không có theo đúng lưu rít sợ là có mạng kiếm tiền nhưng mà không có mạng xài đâu đó. Tôi cũng chẳng còn sức đâu mà để trêu cậu ta, nhún nhún vai rồi lại chú ý xung quanh. Nhưng Lục Tử lại không có giữ mồm giữ miệng. Cậu ta suy nghĩ một chút, xong liền hỏi ngay, An Tôn, cậu có phát hiện ra cái chuyện gì không? Tôi nói. Cái rắm sao mà nhiều chuyện thế Mình giờ chẳng còn tâm trạng mà để giải đố đâu Lục tử dường như rất là lúng túng Cũng không quan tâm đến thái độ của tôi Thẳng thân một thốt ra Tóc của cậu đã rất là dài rồi Tôi sờ sờ gáy Quả nhiên tóc đã dài quá cổ Không khéo lại thành cái bà cô mất Lòng tôi thầm nghĩ Đây chẳng phải là cái chuyện gì tốt Thuận tay, giở lên Phát hiện móng tay cũng dài ra không ít Tôi hơi hoảng hốt mà hỏi Sao thế này, cậu cũng bị vậy à Lục tử hết sợ ngay ốc lại sờ ca mà nói Không, mình chẳng sao cả Mọi thứ đều bình thường Nhưng mình phát hiện cậu bắt đầu có chút thay đổi Hay là di chứng của cái việc mang mặt nạ Mắt của cậu càng lúc càng xanh thế Lúc cậu mang mặt nạ Cũng thoáng qua như thế này Mắt cậu cứ như là hai cái bóng đèn nhỏ ấy Tôi dụi dụi mắt Nhưng không cảm thấy đau đớn hay ngứa gì Chỉ hơi khô thôi So nhẹ vài cái mà hỏi Còn nữa không? Lục tử cẩn thận nhìn sấy vào mắt của tôi, bỏ mắt cậu ta giữ hẳn lên. Kia có thể dùng cái cụm từ vô cùng khủng khiếp để hình dung, cậu ta cố dùng hết sức lực của mình để đẩy tôi ra. Quay phát lại, nhìn Bạch Dực kêu lên, má ơi! Nói xong, lục tử liền bỏ mặt chúng tôi, cứ như thỏ mà chạy nhanh trốn về phía trước. Tôi và Bạch Dực vẫn chưa có kịp phản ứng, chỉ có thể nhặt lên cái đống hành lý đuổi theo cái tên ham ở trước mặt. Lòng tôi đã thầm mắng cậu ta cả trăm lần Bạch giật cảnh giác nhìn xung quanh Xong cũng nhanh chóng theo kịp Tôi ở phía sau mà hét lên Lục tử, điên rồi à Chạy nhanh như vậy làm cái gì, muốn chết sao Lục tử nghe tôi gọi ở phía sau Thì lại càng chạy nhanh hơn Cậu ta hoàn toàn mất khống chế Chỉ biết liều chết cắm đầu mà chạy Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã chạy tốc hành Ra khỏi cái đường hầm bằng đá kia Vì có bài học lần trước Cho nên khi cách cậu ta khoảng một thước Thì tôi giảm tốc độ lại Quả nhiên phía dưới là một cái bãi đất trống Nhưng không gian này không thể so sánh được với cái chỗ lúc nãy Chí ít nó cũng lớn bằng cái sân vận động quốc gia Bạch giật cũng dừng lại Anh khẽ rên rỉ Gần như là lăn ra mặt đất Anh cúi đầu nhìn xuống dưới Mắt đã qua đầy kiêu ngạo mà nói Không ngờ chúng ta sống sót đến tận đây Tôi ôm ngực Phòng cho tim mình sẽ nhảy khỏi cái cuốn họng mà hỏi Đây, đây là Hà Bá Điện sao? bạch giật gực gực đầu xác nhận cúi đầu nhìn bao quát khắp nơi giờ đây chúng tôi cuối cùng cũng đến được hà bá chính điện trong truyền thuyết cảnh tượng lần này đã khiến tôi khiếp sợ đến tim cũng quên đập luôn tôi ôm ngực quỳ xuống phía dưới là một hà đồ khổng lồ nơi chúng tôi đứng chỉ là một góc nhỏ nhoi thôi kia cứ như là một thành phố thu nhỏ kết cấu thiên biến vạn hóa hết sức phức tạp làm cho da đầu của tôi tê dại Nơi này thật giống như là mê cung của ma quỷ, tường đá bao quanh là những cái bức màn giống nhau, ngoài nó ra thật không còn cách nào khác để gọi tên. Ngay trên mặt đất đặt một cái khối đá màu đen, nổi bật với vân trắng làm cơ sở, khắc họa lại đồ án của Hà Đồ. Ngay trung tâm có một thần long rất là sống động, không biết dùng vật gì để khắc lên, đa số thân mình đều giấu trong Hà Đồ, gần như là cùng với trận pháp hợp thành một thể. Hơn hết, đầu luôn giữ vững ở tư thế ngẩn lên phía trước hướng lên trời mà gầm gừ để dữ tợn thật rất giống với sóng cuộn ba đào của hoàng hà vị trí chân rồng có một cổ quan tài nhưng chúng tôi đứng cách đó quá xa nên chẳng thấy được rõ tôi không khỏi gào lên mà nói một con rồng khoa trương như vậy phải cần mất bao nhiêu người mới khắc thành đây lục tử há hốc mồm trừng mắt mà nhìn xuống đất cứ liên tục mà kêu má ơi má ơi đây là ngội nguồn của hoàng hà nói không chừng là con rồng này còn sống đó. nghe cậu ta nói như vậy, tôi mới sực nghĩ rằng thần thái của con rồng này quả thật rất giống như là thật. nếu như nó còn sống, chắc chắn là thần ở trên trời rồi. chẳng lẽ đó là hà bá thần mà phùng di tôn sùng hay sao? bạch giật cũng bị chấn động không có nhẹ, anh rõ ràng cũng đã đứng không có vững nữa, quỳ bạch ngay xuống đất, chỉ có thể dùng tỷ kiếm để chống đỡ. xong, lời thở hỗn hển, quay sang hỏi lục tử, lúc nãy cậu sao lại chạy thế? Tôi vẫn chìm trong chấn động như cũ, nghĩ thầm, chắc lúc nãy cậu ta có hơi mất kiềm chế, liền nhìn sang. Bộ dáng của cậu ta là đang giật nảy mình, nói năng lung tung, bỗng như ý thức được gì, liền hét toán lên. Tránh xa chúng tôi ra! Cậu ta tuy là kích động quá mức, nhưng cũng không có ngã lăn ra mà ngất. Tôi thấy mắt của cậu ta toàn là tròng trắng, liếu lưỡi lại, sợ hãi mà nói. Đừng, đừng có đến gần tao, quỷ ngay trên người của mày! tôi thấy cậu ta lại nhìn thẳng vào mắt của mình liền sờ sờ một chút cảm thấy chẳng có gì bất thường cả muốn cậu ta nói rõ hơn liền bước đến gần cậu ta gần như là lập tức đá văng tôi tôi hứng trộn một cước đau điến vào lưng tưởng chừng xém là đứt hơi luôn tôi mắng ông nội cậu dám đá mình à con mẹ nó cậu thật là điên quá rồi Cậu ta nức nở mà nói Mình mình thấy cậu nên tránh xa mình một chút đi Cậu cậu chẳng cảm thấy gì hay sao Mình mình thấy được rất nhiều mặt người trong mắt của cậu Còn còn nhận ra được cái tên khốn Tào Dương đã chết nữa Bọn chúng, bọn chúng đều có tri giác Lúc mình nhìn chằm chằm vào còn cười với mình nữa Chúng đều ở trong mắt của cậu Cậu, cậu con mẹ nó sao không có nhận thấy vậy Cậu ta vừa dứt lời sắc mặt của tôi và bạch giật đều trắng bệch Lẽ nào bức tường gió chẳng có tác dụng gì với bọn quỷ này hay sao? Chúng, chúng đã theo tới đây rồi sao? Nếu như vậy, mọi lý giải đều hỏng hết. Nếu vậy, mọi giả thuyết đều tan vỡ. Những thứ kia đều ở ngay chính trong thân thể của tôi. Não của tôi như nhũng ra trong nháy mắt. Cả người loạn chọn không thể đứng thẳng được nữa. Tôi a lên một tiếng, ngã nhào xuống đất, Lui kịch liệt ra sao, lắp bắp nói. Không, không đúng, mình không thấy mà, xảy ra chuyện gì, sao mình chẳng thấy cái kia, trước trước đây không phải chỉ có mình mình thấy hay sao chúng chúng đang ở đâu mà có bạch giật giờ đã sám ngắt mấy người chúng tôi đều mở to hai mắt mà nhìn xung quanh tôi nắm lấy lục tử mà hỏi sao sao cậu lại nhìn thấy sao sao đỏ lại thành cậu nhìn thấy cậu ta đẩy cái bả vai tôi để kinh hoàng tôi thiếu chút nữa là rơi ngay xuống dưới bạch giật vội kéo áo tôi lại lục tử nói đừng đừng có để mình nhìn vào mắt của cậu từ ở trong mắt của cậu thấy những cái thứ kia đừng đừng có lại gần mình mà Sắc mặt của Bạch Dực đã trắng bệt ra, anh đỡ lấy tay tôi, tôi không nói gì, chỉ nhìn anh. Anh bỗng buông nhẹ tay, cả người tôi liền ngã nhào ra đất, anh lại vội vã kéo tôi đứng lên, lục tự mắng. Thấy được hết, mình không có nói dối đâu, mấy thứ đó đều ở trong mắt của cậu, chúng vốn chưa từng rời khỏi cậu. Nghe thế, lòng tôi lại vỡ vụn, gần như là muốn nhảy xuống dưới, tôi hét lên một tiếng, muốn dùng tay móc mắt của mình ra, nhưng bị Bạch Dực ôm chặt lấy, Tôi nhắm mắt lại, giằng xé khi nghĩ đến mấy cái thứ kia đều ở ngay trong mắt của mình. Chúng không hề rời đi. Tôi, tôi thật không cách nào bình tĩnh lại được. Người tôi như là bị vô số dòi bò đột khoét, cực kỳ khó chịu. Chỉ, chỉ có thi thể của người chết mới thế thôi, nhưng tôi vẫn còn sống mà. Do là còn sống nên tôi cảm nhận rất là rõ ràng cái cảm giác điên loạn đầy kinh khủng này. Tôi cuồng dại lắc đầu, muốn lôi ra hai mắt của mình. Bạch dực đè chặt tôi lại mà nói, còn cơ hội, còn cơ hội, nghe đi, muốn sống sót thì nghe lời anh, đi thẳng về Minh Điện ở phía trước, chúng ta sẽ thành công mà, đừng có sợ, đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ nha. Vẫn nhắm chặt mắt, không có dám mở mắt ra, tôi điên loạn lắc đầu mình, bạch giật tác cho mặt tôi mà nói. Vì thể chất của em nên những cái thứ kia muốn thông qua em để đi vào thần điện. Chỉ cần em bước ra, chúng sẽ tự nguyện ở lại. Đừng sợ, vẫn hơn là chúng lưu lại bên ngoài mà. Tôi yếu ớt gật đầu, bạch giật thì thầm. Đừng sợ, chúng chỉ muốn đi nhờ em đến đây thôi. Đừng sợ, quỷ chú đã bị phá rồi, chúng muốn về lại nơi này thôi, chẳng sao đâu. Nói xong, anh thật cẩn thận mà buông tay. Anh lại dịu dàng bảo tôi mở mắt ra. Lục tử thấy vậy mà hét lên. Đừng cho cậu ấy mở mắt ra, quỷ đều ở trong mắt cậu ấy đó. Tôi nghe thế thì lòng lại đau thắt lại, mắt nhắm chặt hơn lần nữa bạch giật phẫn nộ cắt ngang lời của lục tử mà gầm lên câm miệng em ấy mà chết ta cũng sẽ không để cho ngươi sống sót ra ngoài tôi nghe được tiếng của lục tử nức nở lúc này sự kinh hoàng trong không khí đã loạn đi rất nhiều chầm chậm mở mắt ra gương mặt của bạch giật xuất hiện ngay trước mặt anh mỉm cười vuốt tóc tôi tôi thấy nụ cười của anh cực kỳ cứng ngắc nhìn cứ như là miệng cưỡng xé cái miệng ra vậy lục tử hoảng hốt lôi lại cậu sợ hãi nhìn hai chúng tôi hét lên nhất định là mày là mày khiến cho tiểu an biến thành cái bộ dáng bất nhân bất quỷ như bây giờ mày vốn đâu phải là người không chừng mày cũng là một nhân quỷ không chừng nơi này là nguyên quán của mày mày và mạnh cơ đều cùng một bọn nhưng bạch giật cũng không có màn đến cái tiếng chửi rủa của lục tử anh vỗ vỗ mặt kéo tôi đứng lên giờ đây tôi ghét cay ghét đắng cái đôi mắt của mình Tôi hiện tại đã có thể cảm nhận sâu sắc cái sự đau khổ của Nhạc Lan. Mắt tôi đã trở thành mắt quỷ mất rồi. Chính an hồn mới thay thế kia đều ở trong mắt của tôi.